Cuộc sống hiện đại, nhu cầu chăm sóc sức khỏe cá nhân ngày càng cao, cân sức khỏe là món đồ không thể thiếu trong mỗi gia đình. Xin chào mọi người, hôm nay siêu thị TBMAX sẽ giới thiệu tới mọi người chiếc cân điện tử sức khỏe Zavito RSB02S. Sản phẩm đang nhận được rất nhiều sự quan tâm hiện nay. Hãy cùng xem hết video để biết sự khác biệt của chiếc cân điện tử Zavito này với những dòng cân thông thường nhé. Cân sức khỏe điện tử thông minh Zavito có thiết kế nhỏ gọn phù hợp cho gia đình, trọng lượng cân chỉ 1kg, nhỏ gọn và thuận tiện cho việc cất giữ. Và tải trọng của chiếc cân này lên tới 180kg, mặt kính cường lực dày 6mm, có khả năng chịu lực tốt. Sản phẩm này có thể điều khiển bằng Bluetooth, sẽ giúp cho bạn và những thành viên trong gia đình có thể theo dõi những chỉ số của cơ thể. Và bên cạnh chức năng cân cân nặng thì chiếc cân sức khỏe Zavito này còn có thể phân tích được 12 chỉ số của cơ thể như là BMI, khối lượng cơ thể, khối lượng xương, mỡ cơ thể, mỡ dưới da, tỷ lệ cơ xương, protein, tuổi cơ thể, vân vân. Sau đây là cách sử dụng chiếc cân Rapido RSB02S. Đầu tiên, mọi người sẽ lắp pin vào cân. Sau đó, chúng ta sẽ tải ứng dụng Fitday ở trên điện thoại thông qua App Store hoặc CH Play hoặc quét mã QR ở sách hướng dẫn sử dụng. Sau khi đã tải về thì chúng ta sẽ vào app và tiến hành đăng ký tài khoản. Nhập email và tạo mật khẩu để đăng ký tài khoản. Sau đó thì tiến hành cài đặt các thông tin cá nhân. Sau khi đã cài đặt hết thông tin cá nhân thì chúng ta sẽ bật Bluetooth trên điện thoại để có thể kết nối được với cân. Sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành bật cân lên để sử dụng. Để tiến hành cân thì đầu tiên chúng ta sẽ đặt chân lên cân để kích hoạt. Đợi đến khi màn hình hiển thị 0.0kg thì bước cả hai chân lên cân. Lưu ý đặt cả hai chân vào đúng hai điểm cực để có thể cân được chính xác và đọc được các chỉ số. Mọi người có thể thấy màn hình đã hiển thị số kg, cùng lúc đó trên app điện thoại cũng hiển thị số kg và theo đó là các chỉ số về sức khỏe. Và mọi người có thể quan sát là ở trên mỗi chỉ số có mũi tên trỏ xuống. Khi kích vào đó thì nó sẽ được đọc chi tiết hơn, xem liệu chỉ số của mình đang ở mức bình thường, cao hay là không tốt để mình có thể điều chỉnh lại. Thật đúng là một chiếc cân thông minh mà gia đình nào cũng nên sở hữu. Nhờ vào việc phân tích được các chỉ số của cơ thể nên mọi người có thể cân đối được chế độ ăn uống hay luyện tập, rất phù hợp với những người đang theo chế độ ăn kiêng, đang giảm cân hay những người đang có vấn đề về sức khỏe cần điều chỉnh chế độ ăn uống và cũng như tần suất được những nguy cơ nhờ vào việc biết các chỉ số của cơ thể. Đặc biệt, khi mua cân sức khỏe thông minh Zavito tại siêu thị TBMAX, sản phẩm sẽ được bảo hành lên tới 12 tháng. Mọi chi tiết xin liên hệ hotline 0972 73 8383 hoặc truy cập website tbmax.vn. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại!